thích cái món nào cứ cô lấy cái cỏ cái hàng lên nữa. Hôm nay Gấm Nhật xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay chị bên em sẽ lên những cái sản phẩm siêu siêu độc đáo là như chị đẹp rất là mê luôn. Đó. Bên em thì ship toàn quốc hết nha anh chị, tất cả các mặt hàng nha, bao bể mẻ nha. Đó. Bao bể mẻ nha anh chị rồi. Rồi là hôm nay em sẽ lên một cái bình hoa nha nha. Bình này là dáng Âu nha anh chị, họa tiết hoa nổi nha. Hoa nổi toàn bộ hết luôn anh chị, lacquer vàng nha, mới chưa qua sử dụng. Đó, bình này chị là bình này là chỉ là họa tiết hoa văn một bên nha chị. Một bên này mặt trước nha. Mặt trước như thế này chị đây, mặt trước. Một họa tiết hoa văn một bên mặt trước này nha. Lacquer vàng nha chị, lacquer vàng. Đó. Hoa nổi nha chị, hoa nổi nha. Đấy. Hai người chia ra đi. Rồi một cái bình anh chị đó, cái bình này lacquer vàng toàn bộ nha. Lacquer vàng mà cho vô chia ra. Chia ra hai người chia ra uống. Còn một đàn người là uống hết chưa? Sáng này nó không ớn rồi sao? Sáng này người nó không uống luôn. Đấy, nổi hết nha chị, viền là viền vàng nha, viền vàng. Đây, họa tiết là hoa nha chị, họa tiết là hoa nè. Sắc luôn. Anh chị cho cái bình này là chị dán là dán cao nha, cái này là hơi cao. Là anh chị em phải để nghiêng cho anh chị mới nhìn thấy rõ những cái sắc nét phần trong nha. Nổi hết nha chị ơi. Phần trong của cái bình. Ờ quên. Cái này chưa còn. Cái thuốc đầy rồi nó rồi. Nó lừa cái nào đẹp đẹp em. Ờ qua chú đường tiểu đệ điện em coi được bao nhiêu nha. Đường kính là anh chị miệng là 18 nha anh chị, miệng 18. Cao là 47 nha anh chị, miệng 18 cao 47 nha. Rồi ngang bình anh chị, ngang bình tới là 35 nha anh chị, ngang bình là 35. Họa tiết nổi toàn bộ hết anh chị, đẹp siêu xuất sắc luôn. Ủa, bình này hôm nay em sale giá nha anh chị. Đó, bình này em hôm nay em sale giá cái bình này luôn. Rồi chị đường kính là cao là 50. Cao là 60 nha anh chị, cao là 60, miệng là 10. Miệng là 19, cao 60. Rồi ngang anh chị, ngang tới là 35 nha anh chị, ngang là 35. Họa tiết nổi hết nha. Họa tiết nổi hết nha anh chị. Hôm nay em sale cái bình này anh chị với giá là 2.200.000 nha anh chị. Em sale 2.200.000. Đưa đem nhật về số rồi. 2.200.000 nha anh chị. V1 nha, mã V1. Sale hết. Ở dưới bàn này dưới. 2.200.000 mã V1. Rồi anh chị, cái này một cái bình công nha anh chị, một bình công. Miệng là bèo nha chị, miệng là bèo nha. Bình này là hoa nổi, cong nổi hết nha chị. Hoa cong nổi nha. Em lên. Lúc nãy trên kia nó đổ ra nó bán. Ừ.
Lấy giùm xíu có cái bì em. Anh nhẹ chỉ nó đâu thấy đâu. Anh à, chỉ nó không thấy ở dưới mấy cái thùng xốp em. 12 nha chị, cái này là 12 nha. 12. Chỉ nó anh ơi. 12 cao anh chị, cao là tới là 39 nha anh chị, 12 cao là 39 nha. Công nổi hết nha anh chị, nổi hết luôn. Vậy anh chị, cái bình này ngay chỗ này nó có một cái bị lỗi một xíu nha anh chị, cái này là lỗi một xíu nha. Đấy. Rồi cái bình anh chị em, cái này là công nổi hết mà, cái này là hoàn hảo mới nha anh chị, mới mà điều cách là chưa có qua sử dụng gì hết mà ngay cái này là bị gì cánh hoa xíu nha anh chị. Rồi cái bình này hôm nay em sale cho anh chị với giá là 500k nha. Nha chị, mã V2 nha. 500k mã V2. Rồi, một cái bình anh chị em lên một cái bình nè. Một cái bình này là một cái bình họa tiết nha chị, họa tiết là sơn thủy nha chị, họa tiết là sơn thủy. Sơn thủy nha anh chị, à, rất là mê luôn. À, bình này thứ nhất là nó có lọc nha anh chị, lọc lỗ nha, lọc hoa mai nha. Và thứ hai nữa là bình này dung tích 400ml. Dung tích bình là khoảng tầm 400ml nha anh chị, 400ml. Bình này anh chị nắp trong này là có truyền nha anh chị, gọi là truyền ẩn nha. Nó là truyền ẩn anh chị. Một bình gồm có 5 chung. Một bình gồm có 5 chung nha anh chị, lam vẽ tay hoàn toàn luôn. Có nắp nha anh chị, nó có nắp như thế này nha. Đó, cốt là cốt xưa nha anh chị, cốt là cốt xưa. Bình này là dung tích là 400ml. Miệng bình là 7.5 nha anh chị, cao bình 5.5 nha. Đó, rồi cái bình này anh chị, bình lam xưa này. Rồi 1.100.000 nha, 1.100.000. Mã V3 nha anh chị, 1.100.000 mã V3. Rồi bên đây chị một cái bình là lăng vờn nha chị, một bình lăng vờn. Đây là truyền ký đầy đủ nha anh chị, cái này là báo rõ cho anh chị là cái này là bình này tàu nha anh chị đó, dán rồi rất là mê luôn. Hàng vẽ tay lăng vờn nha. Đó, tàu. Hàng vẽ tay lăng vờn, cốt thì cốt của nó rất là nặng nha anh chị, cốt này nặng. Miệng là 12 anh chị nha. Cao tới là 43. Miệng 12 cao là 43 nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là 950k nha. 950k anh chị, mã V4 nha. 950k mã V4. Anh chị. Để nghiêng cho anh chị xem nha, truyện ký thì đầy đủ anh chị nha. Cốt nặng nha. V4 950k. Rồi cái này em có 5 con mèo bảo rồi. Xong rồi. Chị cái này em có 5 chén cơm nha chị. Truyền ký đầy đủ nha. Truyền ký đầy đủ luôn.
đường kính 11 nha chị, cao là 6. Đường kính 11 cao là 6 nha chị. Đó, em có số lượng 5 chén cơm có truyện ký hết luôn. Rồi anh chị, cái này là mỗi chén 50k nha anh chị. 5 chiếc này 230k nha. 5 chiếc này 230k. 230k mã V5. V5 nha anh chị, 230k mã V5. Rồi chị, em lên một cái bình nha. Cái này là một cái bình, này là họa tiết anh chị. Lát cơ vàng nha. Bình này là bình quả dâu nha chị. Quả dâu nha. Đó, lá dâu. Ô, lộn, xin lỗi. Quả nho nha chị, lá nho luôn nha. Lát cơ vàng toàn bộ hết anh chị, toàn bộ lát cơ vàng hết luôn. Nhà dưới cái bình đó qua. Nhà dưới có cặp khác. Được cái tiền một thì nó lâu lắm. Nhà dưới có cặp. Cặp xuống tới tầm lên đây này. Dưới tủ rồi chứ. Rồi chị, cái này lát cơ vàng nha anh chị, lát cơ vàng toàn bộ nha. Bên này anh chị báo anh chị là bên này không có truyện nha chị. Bên này là không có truyện. Miệng bình là 19 nha chị, miệng bình 19, cao bình tới là 50 nha. Cao bình 50. Đó chị, không có truyện, mà dáng này là dáng Âu nha chị, dáng Âu nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là một em sale giá cho anh chị luôn nha, 1.650.000. 1.650.000 anh chị, mã V6. Được con mèo quá. V6 nha anh chị, 1.650.000 mã V6. Rồi chị, nên một cái con mèo thần tài nha chị, mèo thần tài. Mèo thần tài nha chị đấy. Báo rõ nha chị, cái này là chị, cái mèo thần tài nè chị nha. Nó cái tay này thứ nhất là cái này là tay anh chị, đây là bằng nhựa nha, họ ngoại tay bằng nhựa anh chị. Cái này là dùng bằng điện, bằng điện nha anh chị. Đấy, và dưới này nè, bằng điện nha anh chị. Đấy, dưới này là chỗ này là bằng nhựa, cái này là bằng sứ nha anh chị, bằng sứ, đây cũng bằng sứ luôn. Đây là bằng nhựa để anh chị gắm điện, anh chị gắm điện sẽ ngoại tay hả anh chị. Đấy, cái này có cục pin hết nha anh chị. Cái này là sạc nè, cục pin nè. Đấy, hàng này là có hộp luôn nha anh chị, cái này là có hộp luôn. Ngang cao là 25 nha anh chị, cao ngang là 26 nha. Rồi cái con này anh chị giá là 600k nha anh chị, 600k, 600k V7, 600k anh chị, mã V7 nha. Nhớ là 600k mã V7. Rồi chị, cái này một cái bình nha anh chị, một cái bình. Bình này là một cái bình trà nha anh chị. Bình này là dưới này là có truyện ký đầy đủ anh chị, dưới này có truyện ký đầy đủ nha. Bên này là hoa nha chị, hoa đào, trên là dòng là cây trúc nha. Dung tích bình chỉ có 150ml. Dung tích bình 150ml nha chị. Rồi cái bình này là 170k. 170k anh chị, mã V8. 170k mã V8. Rồi em lên một cặp chế hoa mẫu đơn nha chị, cặp chế hoa mẫu đơn.
có truyền ký đầy đủ nha chị, chén này có truyền ký đầy đủ luôn, hoa mẫu đơn nha. Đường kính là 10, miệng là 9 nha anh chị, cao chế là 20 25 nha, miệng là 9 cao chế là 25. Cao chế là 25. Rồi vòng bụng nha anh chị, vòng bụng là 49 nha. Vòng bụng 49. Rồi cặp chế nha anh chị, cặp chế này đó. 600k nha anh chị, 600k. V mã V9 nha anh chị, 600k V9. Này bình hoa nổ nha, một cái bình nha chị, bình này là bình xanh ngọc nha chị, xanh ngọc. Họa tiết là hoa nổ nha. À, tiết là hoa nổi. Bình này là không có truyện nha anh chị, bình này không có truyện, hoa nổi toàn bộ nha, hoa nổi toàn bộ hết anh chị. Miệng bình là 10 nha, cao bình tới bình là 28 nha anh chị, cao bình là 28. Cao bình là 28. Rồi anh chị, cái bình này em sale cho anh chị với giá là rất là mê luôn nha anh chị. Sale cho anh chị giá 550k luôn. 550k chị, mã V10 nha. 550k mã V10. Rồi chị, một cái dĩa nha, cái này là một cái dĩa. Một dĩa 3 set trà nha chị, với là riêng một cái dĩa này. Lacquer vàng nha chị, dòng này là dòng Narumi. Đấy, cái này là dòng Narumi nha chị, Narumi. Một bộ nha, cái này là một cái dĩa với là 3 set trà, rất là mới luôn nha chị, mới chưa qua sử dụng luôn. Mới chưa qua sử dụng. Đường kính là 27 nha chị, đường kính là 27. Đường kính 27, rất là đẹp luôn. Đường, cái này là đường kính 15. 27 cái này đường kính 15 nha anh chị, còn ly là ly wide này là đường kính 9.5 nha anh chị, 9.5. Cao là 7 nha. Cao là 7 anh chị đấy, bộ này. Rồi bộ này anh chị 280k nha anh chị, bộ này 280k. V11 V11 nha chị, 280k V11 nha. Rồi chị, em có tổng là 4 cái 3 cái xếp trà nha chị, 3 xếp trà. Ba dĩa rồng. Có truyền nha chị, truyền ký đầy đủ nha. Rồi em có tổng là 4 cái dĩa nha chị, 4 chiếc dĩa nè. 4 dĩa rồng nha. Và cái này là có 2 xếp trà, rất là mê luôn. Trong này chị có cô gái Singa nha. Rồng nổ nha chị, cái này là rồng nổ hết nè. Trong này có cô gái anh chị đây.
Dĩa này là đường kính 18 năm. Đường kính 18 năm nha anh chị. Còn có dĩa này đường kính là 14. 18 năm đường kính 14 nha. Em có tổng là 1, 2, 3, 4 cái dĩa. Và cái này em có 2 set trà nha anh chị, 2 set trà nha. Đó, rồi bộ này em sale cho anh chị với giá là tổng là chị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha anh chị. Rồi. Rồi bộ này em sale cho anh chị với giá 900k bộ này nha anh chị, 900k. V12 nha. 900k V12. Rồi một cái bình nha anh chị. Cái bình này là một cái bình Cutani. Bình Cutani nha anh chị, cái này là có độ hấp men nha anh chị, nó có độ ngấm men nha. Truyền ký thì đầy đủ anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Dòng Cutani ngấm men, truyền ký ok, đầy đủ. Nổi hết nha chị, cái này là nổi hết nha. Cao chị nha, cao là tới là 31 nha chị, ngang. Ngang là 12. Cao 31 nha, ngang là 12 chị. Cutani nổi hết cộm hết luôn. Lacquer vàng nha chị, này lacquer vàng nha. Rồi cái bình này chị, bình này em sale cho anh chị với giá nè. Rồi em sale cho anh chị với giá là 800k nha anh chị, 800k cái bình nha. 800k. Mã V13 nha anh chị, 800k V13. Rồi anh chị, cái này là cái dĩa xưa nha anh chị, một cái dĩa xưa. Dĩa xưa nha chị. Dĩa này là đường kính, đường kính dĩa là 38 nha chị, đường kính dĩa 38. Cái này chị bán chị là cái này là dĩa cốt xưa nặng nha chị. Đó, dĩa cốt xưa nặng nha. Phía sau dĩa này không có truyện nha chị, nó có xíu độ vơn nha, độ vơn của dĩa nha chị. Đó, độ vơn của dĩa nè. Những cái dĩa này làm bằng tay nha chị, cốt thì cốt nặng, nó có truyền nè. Cái này chị cũng cái tí nghệ được kỵ anh chị nè. Phía sau anh chị, phía trong nè, họa tiết nổi hết nha anh chị, nổi hết. Cái này là chữ ký nghệ nhân. Đấy, một cái dĩa đường kính tới 30, đường kính 38 nha anh chị, đường kính 38. Cao dĩa là 4.5, cao dĩa là 4.5 nha anh chị. Đó, rồi anh chị. Rồi cái dĩa này 1.500.000 nha chị. 1.500.000 mã V14. 1.500.000 chị V14 nha. Rồi anh chị một cái cặp nha. Một bình, một cái cặp gà nha chị, một cặp gà. Có truyền ký hết nha chị, truyền ký đầy đủ luôn. Hoa mẫu đơn nha chị, bình này là dạng như là bình hút lọc nha chị, bình hút lọc. Miệng là miệng bình là 7 nha chị, miệng bình là 7, cao cao là 17 nha chị. Đó, cao 17, bụng là 47 nha. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này là 440k nha. Rồi, sale giá 440k. 440k anh chị, mã V15. V15 nha chị, 440k V15.
Rồi một cái này chị, cái này là một cái dĩa mã đáo thành công. Dĩa mã đáo thành công nha chị ơi. Dĩa này chị mã đáo thành công. Đường kính là 36 nha chị, 36 nha. Ở trên này là có truyện chữ ký nghệ nhân hết nha chị. Đó, kèm theo cho anh chị kệ nhựa luôn nha. Kèm theo cho anh chị kệ nhựa luôn. Rồi anh chị, dĩa này 350k nha chị, 350k. V16 nha chị, 350k V16. Rồi anh chị, cái này một cái này anh chị đáo rõ anh chị, cái này là tàu luôn nha. Đây. Xung quanh anh chị nè, viền là viền xanh nha, viền là viền xanh. Đây là có truyện ký đầy đủ luôn anh chị, truyện ký đầy đủ. Đó, đường kính dĩa anh chị, đường kính dĩa này cũng là 36 nha. Kèm theo cho anh chị kệ nhựa này luôn. Kèm theo cho anh chị kệ nhựa nha anh chị. Rồi cái dĩa này là 350k luôn. 350k anh chị, mã V17 nha. 350k mã V17. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị.